các ông, các bà, cô chú, anh chị hãy đăng ký kênh, ấn vào nút chuông thông báo để nhận được video sớm nhất. Em Bình xin cảm ơn. Em Bình Núi Đá Vùng Cao xin kính chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Em Bình Núi Đá Vùng Cao. Em Bình xin kính chúc tất cả các ông bà, cô chú, anh chị xem được thước video này luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặt nhiều may mắn trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì em Bình có mua được đậu phụ, rồi là một con gà, và mua được rau bắp cải, một chai dầu ăn đến cho cháu nâu và cháu tủa. Tổng cộng là hết 220.000. Bắp cải là 3 cân, mấy cân là 15.000, 4 cân là 60.000. Và đậu phụ là 20.000 nữa. Và chay dầu ăn là 40.000. Con gà là 100.000 nữa. Đấy, làm sáng rồi. Đấy, tất cả là 220.000. Phần tiền này thì cũng là phần tiền của chị Lô Gia Lê ở bên Mỹ ấy. Mà lần trước mình có mua vào đây còn 1 triệu ấy. Thì ngày này, hôm nay mua hết hơn 220.000 ấy, thì còn lại là 780.000 nhé. Anh cô chú anh chị, xin cảm ơn chị Lâu Gia Lệ rất là nhiều. Bình sẽ trích số tiền của các mạnh thường quân mà các cô chú trong nước và ngoài nước sẽ mua dần dần vào đây. Nếu mà Bình mua nhiều quá vào đây một lúc thì nhiều khi nó lại thành là thừa. Nên là các cô chú anh chị mà gửi tiền cho em Bình giữ làm quý cho hai cháu ấy, thì cứ thông cảm nhé. Thông cảm rồi thì cháu Bình sẽ mua dần dần vào đây. Mua một lúc thì cũng hai cháu không ăn kịp. Và chúng ta giúp cho hai cháu thì cũng giúp thời gian lâu dài. Đấy, phải nhiều năm nữa cơ, không phải là 1-2 năm hay là 1-2 tháng. Đấy, mua dồn dật vào đây một lúc là lúc thừa thì thừa quá, lúc không có gì ăn ấy, khổ hai cháu ấy, đói. Đấy, xin mời các ông bà đi với em Bình vào trong này. Đấy, vào trong này thì lại thấy là đóng cửa. Đấy, đóng hết cửa vào đây rồi. Đấy, cái cửa này là cửa đi sang cái chuồng lợn củi, còn không đóng cửa vào nữa. Đấy, chắc là lại đi lên trên nhà bà đi làm gì rồi. Sáng nay vào rất là sớm nhưng vẫn không ở nhà. Đấy, rau này, đây là đồ ăn thức uống này. Đấy, để tạm đây một tí. Đấy, nói chung là ngày hôm nay thì Bình vào đây thì cũng mua thức ăn vào đây, cũng như là còn cái phần đất là mình sẽ vào đấy, gọi là đi nói chuyện với người chú nữa, đi hỏi xem là hỏi được chưa. Không thì mình sẽ đi đâu đó để hỏi xem là cái anh chủ đất ở đâu, để đi xem có cái số điện thoại thì mình sẽ gọi điện nói chuyện trực tiếp luôn với anh chủ đất. Đấy, cháu Tùa và cháu Nô thì không có ở nhà rồi. Đấy thì mình sẽ để cái rau với lại thịt đậu phụ ở đây, xong là đi lên trên kia, chạy đi lên trên kia gọi Tùa với Nô về, sẽ lấy thức ăn vào trong nhà để tí hai cháu sẽ nấu cơm trưa để ăn. Ấy, Tủa thì biết nấu cơm rồi, các ông bà các chú ạ. Ấy, để đây thì cũng không sao. Ấy, nói chung là bà con ở đây thì an ninh cũng tốt đấy, bà con cũng không lấy trộn của ai đâu, nên là cũng không sao cả. Trao tạm ở đây luôn. Ấy, mấy ngày hôm nay là Bình thấy là Tủa hay sang nhà ông bà làm việc rồi đấy cô chú anh chị ạ. Ấy, Tủa Nô thì ở với thím, còn Tủa là hay đi làm chăm dê này, rồi là đi lấy củi này, làm nương này. Đấy, Bình thấy là hay đi làm rồi. Nói chung là tụi cháu nhỏ ấy cũng phải đi làm, nhưng mà làm thì làm nhẹ nhàng, làm vừa phải thôi, còn
làm nhiều quá thành là lại hại ấy. Đi rồi là ngá, rồi làm vất vả quá là lại không lớn được còi xương. Làm việc toàn làm việc của người lớn thôi. Rất là mong các ông bà, các mạnh thường quân, quý khán giả trong nước và ngoài nước hãy luôn đồng hành cùng với cháu Tủa và cháu Nô, cũng như là hãy luôn đồng hành cùng với kênh Em Bình Nuôi Đá Vùng Cao để giúp đỡ cho hai cháu và các hoàn cảnh khó khăn ạ. Đấy, Tủa đi đâu về đấy, đi chơi về à cháu? Con chào các ông bà nào, con chào các ông bà nào. Con xin chào các ông bà. Đấy, ngoan quá. Ôi dồi, sao Nô không mặc quần vậy, không đi dép vào? À, rất để trong nhà hết rồi à? Thế đi sang nhà bà về à Tủa? À, đưa Nô về đi, đưa Nô về đi trong nhà đi. Đấy, sao đi mở cửa chú mang thức ăn vào rồi nhá. Ừ. Đấy, ngoan quá, Tủa rất là ngoan luôn. Đưa Nô về đi, đưa Nô về xong là đi mặc quần. Đấy, Tủa lại chạy, Nô lại chạy đi rồi. Đưa em về trong nhà đi. Anh Nô thì chưa biết gì cả. Nô thì đang gọi là rất là nhỏ ấy. Vừa mới 2 tuổi thôi. Đấy, còn chưa biết nói chuyện nữa. Đấy, sang nhà ông bà về. Bây giờ là đang về thì mình cũng ra tìm thì cũng gặp ngay ở đường đây. Đấy, thì sẽ đưa hai cháu đi về nhà. Tủa đưa em về xong là đi thay quần áo đi. Tắm rửa thay quần áo. Đi dép vào, không được đi như thế có cái gì chọc vật chân ấy. Về đây chú Bình bế, chú Bình bế. Bế đi nhỉ, hay là tự đi bộ. Được rồi, Tủa đi về. Đấy, đưa em đi về. Đấy, hai anh em này. Đấy, bố chết mẹ bỏ đi lấy chồng này. Thương quá. Nô thì đi bộ như người lớn ấy. Chạy như con vịt. Rất là giỏi luôn. Cháu nhỏ rất là giỏi luôn. Tủa ơi, cần tay em, cần tay. Cần tay, đúng rồi, cần tay như thế. Đúng rồi, cần tay nhé, cẩn thận nhé. Là. Bắt phải cống hay sao ấy. Là chú kệ, chú ơi. Đấy. Cái bắt Tủa phải cống thôi. Không cho chú Bình cống này, đi, đi từ từ đấy con. Không đi nhanh ngá đấy, cái đường trơn nhá, chú không muốn thế à. Đấy, đi từ từ rồi, đi nhanh ngá đấy. Thế Tủa là ăn sáng chưa? Ăn rồi. Ăn rồi à? Thế Nô ăn chưa? Ăn rồi. À. Thế ăn gạo sắp hết chưa? Gạo trong nhà sắp hết chưa? Chưa. Hả? Chưa. Chưa hết à? Gạo là vẫn còn. Hôm nay chú Bình mua được một con gà với lại rau này. À, dầu ăn, đậu phụ nữa. Tí nấu cơm chưa ăn nhá. Biết nấu cơm không? Biết. Biết nấu cơm rồi. 11 tuổi, học lớp 4 mà biết nấu cơm cho em ăn rồi. Đấy, giỏi quá. Đấy, người bố thì ra đi quá sớm, người mẹ thì không thít nói rồi. Gọi là vô tâm quá các bác ạ. Thế Tủa lấy chìa khóa về đâu? Hả? À, lấy chìa khóa về, mở cái này đi. Chưa mang về nữa à? Quên man à? Ôi dồi ôi. À, thế để bên nhà ông rồi phải không? À, thế có nghĩa là lúc nãy đang đi chơi xong là gặp chú, xong là chú bảo về thì về luôn thôi phải không? À, thế thì con đi mang chìa khóa về nhá. Vâng. Ừ, thế đi cẩn thận đừng có chạy ngã nhá. Vâng. Ừ, để chú ở đây đợi. Ôi, không mặc quần. Anh Tủa đi lấy chìa khóa này mà khóc quá nha. Cẩn thận thôi ngã nhá. Cẩn thận thôi. Anh Tủa đã đi lấy chìa khóa về mà cháu Nô khóc quá trời luôn. Chú Bình dỗ không được. Anh Tủa như một người bố luôn ấy. Rất là ngoan. Đi từ từ thôi con, đi từ từ thôi. Đi từ thôi, bảo em đi từ từ thôi. Đấy, bây giờ Nô còn lấy chìa khóa về luôn nhà Nô nhỉ.
Đấy, lúc này không mang chìa khóa về. Anh đi lấy chìa khóa thì khóc quá trời luôn. Anh Tuấn đi mở cửa nhé. Mở cửa đi, mở cửa đi. Ôi, được rồi, được rồi. Đấy, ở trong nhà. À Tú ơi, tìm tặng một cái quần cho em trai mặc nhé. Tìm cái quần cho mặc trước đã, một tí tắm rửa sau. Đấy, bây giờ thì mình sẽ mang cái số quà này vào trong nhà. Thì đợi Tú lấy quần cho cháu Nô mặc đã. Rồi sẽ gửi một lời cảm ơn đến chị Lô Ra Lê, cũng như là sẽ gửi lời cảm ơn toàn thể các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước đã giúp đỡ, đã gửi tiền để mà là quý để mà nuôi hai em, hai cháu. Con xin cảm ơn các ông bà. Con xin cảm ơn các ông bà. Con xin cảm ơn các ông bà. Con xin cảm ơn cô. Con xin cảm ơn cô. Lau Ra Lê. Lau Ra Lê. Ở Mỹ. Ở Mỹ. Mua quà. Mua quà. Cho hai con. Cho hai con. Con xin cảm ơn. Con xin cảm ơn. Đấy, thế bây giờ là cháu Tuấn ơi, lấy cái này vào trong nhà nhé. Đây là đậu phụ. Đấy, chú mua đậu phụ cho hai con ăn để có chất đấy nhé. Đấy, cái chất này. Còn đây là đấy, rất là nhiều rau bắp cải này. Đấy, phải mua rau nữa để có chất xơ. Nhiều khi ăn thịt nhiều, ăn kẹo, bánh kẹo nhiều cũng không tốt. Phải ăn rau nữa. Thì Tuấn với lại Nô thì không có rau để ăn đấy. Mua rau cho có nhiều chất xơ ăn ngon. Đấy. Lớn. Được rồi, con để đây. Đấy. Rồi, rau này khá là nhiều đấy nhá. Lại khóc à con. Đấy, đây là ở dưới này là con gà. Con gà đây là dầu ăn để chú lấy rau ăn. Đấy, đây là dầu ăn nhá, Nô nhá. Dầu ăn là không được để gần lửa nhá. Để gần lửa là nó sẽ bị cháy đấy, con hiểu chưa? Nô không khóc nhè nhá con. Kệ Nô, kệ Nô. Nó khóc một tí nó khóc không khóc. Mình chiều quá là không được nhé con nhé. Không được chiều em quá, hiểu chưa? Chiều em quá em lại bắt nạt cho. Đây con gà. Đây là con gà làm hết lông rồi, làm sạch rồi. Sẽ ăn nấu ăn. Đây là vẫn có dầu ăn của các cô chú. Tú ơi, xào rau thì lấy cái này xào ăn nhé. Con. Đây là mớ nhá. Đây mớ lợn này. Nhưng mà mớ lợn này mình làm này ăn được rất là lâu luôn. Thì cô chú ăn được 1-2 tháng không sao cả. Còn trên này Bình mua vào đây để phòng lúc hết được ăn. Còn gia vị mắm muối mì chính là bên này vẫn còn. Đấy. Nói chung là hai cháu thì cũng không ăn giỏi. Bên này còn rất là nhiều bên này. Mắm muối mì chính này. Đấy, rau thì Tú ơi. Rau này mình không để ở đây. Để đây nó sợ nó hỏng hết đấy. Cứ để dưới này thôi. Để dưới này thôi nhé. Cái này ăn dần nhé. Đấy, ông bà ra thì nấu thì cho ông bà ăn cùng nữa nhé. Ừ, con hiểu chưa? Hiểu. Ừ, nấu ăn thì tối ông bà ra đi thì nấu cho ông bà ăn nữa nhé. Vâng. Ừ. Đấy, ngon quá. Thì sáng nay tuyển nấu cơm ăn à? Vâng. Ăn gạo phải không? Vâng. À, tuyển nấu luôn. Giỏi quá. Thế một tí đến trưa là nấu lại nấu cơm ăn nhé. Vâng. Ừ, ngon quá. Cái dây này ai đưa đeo? Cái dây này ai đưa đeo? Bà. Bà đưa đeo à? Vâng. Ôi giời, đưa nhiều trang sức quá nhỉ. Đấy, thế chú Bảo này. Nô kéo đi đâu đấy Nô? Yeah. Kẹo chú Bình mua vào đây cũng như là của các cô rất là nhiều ấy. Vừa mới ăn, chắc là vừa mới ăn hết thôi. Nên là cũng không mua kẹo vào đây. Giờ nhiều khi là mua kẹo nhiều quá là nó không tốt đâu. Đấy. Các ông bà. Nô là đang đòi kẹo đấy. Chú Bình biết rồi nhưng mà đừng có cho ăn nhiều kẹo nhé con nhé. Ăn nhiều kẹo là sẽ bị sâu gan, hiểu chưa? Lâu lâu ăn một lần là được. Quan trọng là mình ăn cơm để no thôi nhé. À, con gà thôi, không phải kẹo. Tú ơi, kệ, em khóc một tí thôi là không sao. Không khóc đâu. Đấy. Kẹo là hôm qua chú vào đây vẫn còn phải không? Bây giờ là hết rồi phải không? Đấy, kẹo là vừa hết ngày hôm qua thì thôi. Đấy, không cho em ăn nữa, ăn nhiều đau bụng đấy. Đây là con gà thì nấu ăn á.
Con bảo là chưa chín, các bạn là chưa chín. Đấy, Tủa là từ lúc mà chú Bình vào đây ấy, chú Bình chỉ cho cháu Tủa là mỗi khi uống nước là phải đun sôi. Nên là bây giờ thì cháu Tủa cũng đun sôi để cho cháu Nô uống nước rồi. Khi nào hai con mà khát nước thì cứ đun sôi rồi uống nhé. Ừ, đừng có uống cái nước lá, con hiểu chưa? Hiểu. Uống nước lá là đau bụng đấy nhá con nhá. Hiểu. Ừ, ngoan quá. Ai Nô là Nô khóc nhè lắm. Tại bé quá ấy, không có người mẹ, không có vòng tay của người mẹ nữa. Rất là thương. Mỗi khi tiếng khóc xé lòng của cháu Nô vang lên là làm cho trái tim của em Bình đau lắm các bác ạ, xé lòng luôn. Rất là đau vì là mình thấy những cháu như này thì cần được sự yêu thương của người bố mẹ, nhưng mà cũng không có được sự yêu thương, tình yêu thương. Cũng may mắn là được em Bình vào đây cũng như là biết đến và kết nối qua kênh YouTube Núi Đá Vùng Cao để được các ông bà, các cô chú là giúp đỡ những món quà tinh thần cho hai cháu để hai cháu có cuộc sống tốt hơn, ổn định hơn. Đấy. Em Bình cũng xin cảm ơn rất là nhiều. Tủa ơi, hôm nay nhá, chú bảo nhá, trời mưa không đi làm cái gì nữa nhá. Ở nhà thôi, không đi làm gì nữa, để một tí đến trưa ấy thì nấu cơm cho anh em ăn thôi nhé con nhé. Ừ, một tí con nấu cơm rồi là nấu rau, biết nấu rau chưa? Biết. Bác học rau? Con biết nhặt rau, biết rửa rau chưa? Biết. Hả? Biết. Biết làm hết rồi phải không? Hả? Ừ. Thế cái rau này là phải rửa nhá, ăn một lần là mình sẽ ăn bao nhiêu thì mình sẽ thái bao nhiêu nhá. Vâng. Ừ, có gì thì chú ở lại một tí chú sẽ hộ hai con nấu cơm ăn nhé. Vâng. Ừ, ngon quá. Thế bên kia, gì mày vừa nhá chị? À, thế chú là không ở nhà nữa rồi, chú lại đi cày nương rồi. Đấy, chú Bình thấy là Tủa, em Nô là sắc buồn ngủ đấy. Buồn ngủ rồi đấy, chú thấy buồn ngủ. Bây giờ cũng có tầm 8 giờ sáng rồi. Đấy, 8 giờ sáng rồi. Chú là đi cày nương xa thế bên kia nên là không đi gặp chú được, phải một tí. Chứ trưa chú về thì mình sẽ sang bên đó để gặp chú. Nếu mà em buồn ngủ thì cứ ru em ngủ đi nhé, không sao đâu nhé. Đây có cả mấy cuột điện này, sạc pin. Bình làm rất là gọn gàng đấy nhá. Như các bác thấy là cái đèn năng lượng mặt trời là Bình cũng đã để trên cái mái nhà rồi. Đến tít trên mái nhà thì nó sẽ an toàn hơn. Cái năng lượng mặt trời sẽ ở trên đó, không sợ bị mất trộn. Còn cái tấm pin bên này là cái tấm pin máy quạt đấy. Thì cũng để ở đấy để mà có ánh nắng mặt trời là sẽ có điện, điện tự nhiên luôn, rất là đầy đủ rồi. Buổi tối có sáng không hả Tủa? Vâng. Buổi tối cái đèn có sáng to không? Sáng to. Sáng to à? Cái nào sáng to hơn? À, cái trong nhà sáng to hơn phải không? Phải. À, cái trên này chỉ là 60W thôi, còn cái trong nhà là 100W nên là nó sáng bản đèn LED ý, nên là buổi tối nó sẽ sáng rất là to. Chắc là sáng cả cái khu vực này luôn đấy nhỉ. Thì tối nay chú ở lại nhé. Vâng. Chú ngủ cùng hai con được không? Được. Hả? Được. Được không? Được. Được. Đấy, chú mình ngủ cùng với Tủa nhá. Vâng. Mày Nô nữa nhá, được không? Để chú ở cùng xem là cái bóng điện nó sáng to không nhá. Được. Được. À, lúc này chú đang nói quên mất. Chú đang bảo là những cái dây này con đeo cũng được, nhưng mà nó sẽ rất là mất vệ sinh ấy. Nó ở cổ, nó sẽ mất vệ sinh cho cái cổ của con. Thì chú sẽ nói chuyện làm công tác tư tưởng cho bà ông bà rồi là sẽ tháo ra nhá. Ừ, tháo cái này ra, nếu mà cần thiết chú sẽ mua cho dây chuyền bạt nhá. Mua một cái dây chuyền bé bé nhỏ xinh xinh mình đeo vào đây nó mới đẹp trai, nó mới tốt. Còn mình đeo những cái dây đỏ này, dây màu này thì nó cũng không giải quyết được cái gì đâu nhá. Con hiểu chưa? Yeah. Mình đi học mình phải nghe thầy cô giáo này. Đấy, các chú nói, chú Bình nói phải nghe nhá. Yeah. Ông bà nói thì chỉ nghe một phần thôi, hiểu chưa? Yeah. Cái phong tục này là mình phải thay đổi dần dần, con hiểu chưa? Hiểu. Yeah. Ừ. Nhá, con hiểu không? Hiểu. Ừ. Còn mình cứ đeo như này đi học, các bạn thấy mình đeo như này đi học các bạn cũng không thích con nhá. Yeah. Ừ. Chú sẽ làm công tác tưởng cho ông bà là sẽ tháo, bây giờ là chú không dám tháo đâu nhá. Sợ chú tháo ra ông bà lại nói như này như kia. Đấy, thì chú sẽ nói chuyện với ông bà sẽ tháo ra nhá. Vâng. Ừ. Thế con muốn tháo ra không? Muốn tháo ra không? Tháo. Tháo à?
tháo ra nhá. Vâng. Ừ, hỏi ông bà là tháo ra, cái tủa thì nói chung là cũng không muốn đeo đâu. Đấy, người già bắt đeo, các cháu mà cứ bị ho một tí là bị cảm cúm. Đấy, người già không biết lại bảo là bị chống ma chống tà thì lại bắt đeo. Đấy, người Hờ Mông là như thế. Ngày xưa gọi là chú em Bình cũng vậy. Đấy, các cháu nhỏ đeo rất là nhiều, nhưng mà bây giờ bà con ở chỗ cháu Bình cũng hiểu một phần rồi, ấy cũng ít khi đeo. Thế mình đeo mình chỉ đeo từng khoảng 1-2 ngày thôi nhá. Vâng. Rồi cái dây đỏ này nói chung là mình cúng mình đeo, ấy thầy cúng đưa cho mình đeo ấy, thì mình chỉ đeo từng khoảng 3 ngày thôi. 3 ngày là mình tháo ra là được rồi nhá. Vâng. Chứ không phải là đeo quanh năm suốt tháng. Nhiều khi mình đeo nó bẩn quá, nó đen hết nhá. Vâng. Ừ. Ngoan quá nhỉ. Này đẹp trai quá. Tối nay gội đầu nhá con nhá. Vâng. Tóc lại bù xù rồi, dầu gội có hết chưa? Dầu gội có còn không? Còn. Còn à? Dầu gội còn thì sẽ rửa nhá. Cần khi nào hết thì bảo chú Bình mua ra nhá. Vâng. Ừ. Dầu gội này. Đấy. Tai này. Đấy, đen hết như này này. Cái này chắc là nấu cơm bếp củi phải không? Ơ, màu vậy à? Hãy đi xem nô đi. Ui ui, đại ca. Đại ca đang đi chơi trong nhà rồi. Thế nô sáng nay ăn sáng chưa? Ăn rồi. Ăn rồi à? Vâng. Chú tưởng chú ăn đói thì phải nấu cơm nhanh. Còn ăn rồi thì thôi đợi một tí đã, bây giờ còn sớm. Đấy, hai đại ca. Đồng chí nhỉ, hai đồng chí nhỉ. Tổ đẹp trai thật sự. Đấy, thì như các bác, cô chú anh chị cũng theo dõi cái thước video này của em Bình rồi. Đấy, cũng vào đây truyền tải. Đấy, hôm nay thì sẽ ở đây với hai con cả ngày luôn. Đấy, các bác nhá. Sẽ ở với cháu Tủa cả ngày nhá. Trưa nay chú sẽ nấu cơm cho hai con ăn nhá. Ừ. Con sẽ nấu cơm. Đấy. Con sẽ nấu cơm để chú làm thịt nhé con nhé. Ừ. Con nấu cơm cho các ông bà xem là các ông bà cảm thấy như nào. Còn chú Bình thấy là con rất là tuyệt vời. Nhỏ 11 tuổi biết nấu cơm rồi. Thế năm nay là con lên lớp mấy nhỉ? Năm nay là lên lớp. Lớp Nam à? Vâng. À, lên lớp Nam rồi. Đấy, bây giờ đang học lớp lớp 4. Đấy, thì chú cháu mình cứ ở một chút rồi là mình sẽ chuẩn bị nấu cơm nhé. Đấy, tầm 10 giờ là mình sẽ nấu cơm, đến 11 giờ là được ăn rồi nhé. Vâng. Bây giờ thì còn sớm quá. À, như các bác biết thì đây là nhà của Tủa với Nô. Đấy, cũng được bác Wisen ở bên Mỹ là sẽ ủng hộ là xây nhà. Tuy nhiên thì bác cũng có nói là cái khu vực này thì nó hơi dốc. Đấy, nó hơi dốc như này thì sợ sau này nó bị sạt lở hay là lún, sạt lún như nào. Toàn đất thôi cũng hơi lo. Đấy, nên là bây giờ là cháu Bình là đang đi tìm đất. Rồi là bác Wisen sẽ ủng hộ tiền để mà mua một mảnh đất nào đó ở gần đây. Đó là đang đi tham khảo đất nhưng mà cũng chưa gặp người ông chủ đất ấy, vì là ông chủ cũng không ở nhà, gặp rất là khó. Cũng được 2-3 ngày hôm nay rồi nhưng mà gặp rất là khó. Nên là sẽ một tí sẽ đi gọi điện thoại trực tiếp nói chuyện. Rồi là sẽ hỏi xem là nó bán thì mình sẽ đi gặp trực tiếp tận nơi, tận nhà luôn. Đấy. Rất là mong các bác, cô chú hai đồng hành theo dõi của hành trình của em Bình cũng như là của hai anh em cháu Nô và cháu Tủa. Xem thời gian tới cuộc sống của hai cháu sẽ thay đổi như thế nào nhé. Tủa ơi, bế em lên, bế em lên, không cho bé ngủ thế. Cho bé ngủ thế là bẩn hết người đấy. Bé hư đấy. Làm thế là sau này bé lớn bé hư con không nói được đâu. Bây giờ em bé này là như một con ngựa hoan ấy. Không có bố mẹ là như một con ngựa hoan luôn. Phải chỉ cho em từ bây giờ luôn nhé con nhé. Không là mấy hôm nữa em lớn lên em hư lắm nhé. Ừ, nhưng một con ngựa hoan mình phải đào tạo từ nhỏ. Mình phải không được chiều em. Mình thương thôi không được chiều nhé. Ừ, con có thể thương nhưng mà khóc kệ em. Khóc một tí khát tự nín nhé. Ừ. Tủa là ngoan hiền. Tủa biết cái sự nghèo khổ. Bố mẹ mất hết. Bố thì mất mẹ bỏ đi lấy chồng. Và Tủa là biết cái cảm giác là không có ăn không có mặt thiếu thốn rồi. Còn Nô thì còn chưa biết gì vì là Nô còn mới 2 tuổi thôi. Lúc mẹ đi còn đang bú sữa mẹ. Đấy, cứ khóc thôi. Kệ em nhé. Em khóc một tí em khát nín.
Đấy, nô thì nhìn nô rất là đáng thương, nhưng mà nô hay bắt đặt anh Tủa lắm. Hả? Khóc cái gì? Xấu hổ quá, xấu hổ quá con ạ. Kệ thôi, kệ kệ em. Kệ thôi. Em cứ bắt nạt, bắt cống rồi. Đấy, nhưng các bác thấy là cháu nô đang cần vòng tay của mẹ, tình thương của cha, nhưng mà cha mất rồi, không có mẹ nữa. Con cứ ở nhà thôi, không cần phải làm theo ý của nô đâu nhá. Ừ, nô cứ đòi làm theo ý thì khó lắm. Con cứ lấy ghế ngồi đi Tủa, cứ lấy ghế ngồi đi. Kệ em. Các bác thế này, nô rất là khôn luôn. Bắt nạt anh Tủa đấy. Tủa ơi, chú bảo này, kể cả mà chú vào đây hay không vào đây ấy, thì em khóc không được chiều em nhá. Kệ em khóc, khóc một tí là nín luôn nhá. Chứ mình chiều em, sau này em lớn lên em cứ không có ai nói được. Cho em ngủ trên giường đi, xong là kệ em. Đúng rồi, cho ngủ trên giường kệ. Đỡ nhé, không có tí dây xuống đấy. Đỡ em bé ngủ sang tiếp bên kia đi. Đỡ em bé ngủ sang tiếp bên kia đi. Kệ em ngủ một tí, em khát nín. Đúng rồi, cứ đứng ở đấy, ngồi ở đấy trông em không rơi xuống là được rồi nhá. Áo dọn đi cẩn thận, thấp bắt cắt rồi nhá, áo dọn này. Đấy, cứ ngồi ở đấy thôi. Kệ em khóc nhá. Em đang bắt nạt con đấy. Em đang bắt nạt con đấy. Kệ em nhá. Này, đang bắt nạt. Đồ đạc thì cũng khá là nhiều rồi. Đấy, đồ ăn thức uống cũng khá là nhiều rồi. Đấy, cũng đủ hai cháu ăn một thời gian. Không khóc nhè. Thử cống thế nào Tủa. Xem là em muốn đi đâu. Cống đi, được rồi, cống đi. Con thử cống một tí thế nào. Cống một tí thế nào, được rồi. Ê, khóc nhẹ quá nha. Ním đi, ním đi. Tí phải tắm rửa. Ồ, buồn ngủ đấy, buồn ngủ rồi, buồn ngủ rồi. Cho cứ cống một tí xong là cho ngủ nhá. Buồn ngủ rồi. Ôi dồi ôi, các bác ơi, Tủa rất là giỏi luôn. Tủa biết ru em ngủ rồi phải không? Ôi dồi ôi, giỏi quá. Biết ru em ngủ rồi kìa. Nô này, nô khóc nhè, ngủ luôn nhỉ. Đang khóc mà ngủ luôn, mệt quá phải không? Đấy, bây giờ thì sẽ cho nô ngủ. Thì chú Bình với lại cháu Tủa sẽ nấu cơm. Tí nô dậy là sẽ ăn cơm nhá. Ăn cơm trưa nhá. Bây giờ thì con xin chào các ông bà nào, rồi là chú sẽ khép video. Con xin chào các ông các bà. Con xin chào các bà. Hẹn gặp lại các ông các bà. Hẹn gặp lại các bà. Trong video. Tiếp theo. Con xin chào. Con xin chào các ông bà. Đấy, em Bình cũng xin gửi lời chào cũng như gửi lời cảm ơn đến tất cả các ông bà, cô chú anh chị. Xin hẹn gặp lại tất cả các ông bà, cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Bây giờ thì em Bình sẽ đi hỗ trợ cũng như là đi nấu cơm cho hai anh em ăn trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào.